Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2832, đem người chó ra thoát. Sơn Toản Thần Vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, hóa thành trận trận sóng âm, xung kích cái này phương đông thiên địa. Tại sóng âm trùng kích vào, mặt đất bộc phát ra trận trận bạo tạc, vô số bụi đất tung bay. Rất nhiều chạy trốn tới xa xa đọa thần quái vật lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, biến mất tại sóng âm bên trong. Kiếm quang tán đi, ba động biến mất, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Đám người vang lên nhẹ nhàng tiếng gió, gió nhẹ quét ở trên người, giống như nhẹ nhàng vuốt ve. Giữa thiên địa bình tĩnh đến đáng sợ. Hô, hô. Ân Minh Ngọc Trương miệng rộng, từng ngụm thở. Cách rất xa, nhưng là vẫn như cũ bị lan đến gần. Đáng sợ kiếm quang để nàng cũng giống trải qua một trận đại chiến, thể xác tinh thần mệt mỏi. A, Sơn Toản Thần Vương đâu? Tiêu Y thanh âm gây nên Ân Minh Ngọc chú ý. Ân Minh Ngọc ánh mắt rơi vào nơi xa, tiên thức khẽ quét mà qua, sau đó lần nữa ngây người. Như là thiên địa đồng dạng lớn nhỏ thân hình khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Ân Minh Ngọc tê cả da đầu, sẽ không một kiếm liền đem lớn như vậy thần vương bổ không có a, dù sao cũng là thần vương, không nên yếu ớt như vậy a. Quản Vọng nhíu mày, không ổn a. Ân Minh Ngọc lập tức nhìn về phía mình sư phụ, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Nếu như thần vương cứ như vậy bị một kiếm bổ không có, thế giới quan của nàng tuyệt đối sẽ triệt để sụp đổ, không gượng dậy nổi. Quản gia, thế nào? Tiêu Y lập tức lo lắng. Quản Vọng chỉ vào nơi xa, thần vương biến mất không thấy gì nữa, khẳng định không tầm thường. Hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không có khả năng một kiếm liền bổ thần vương. Nếu như Lữ Thiếu Khanh lợi hại đến cái này tình trạng, hắn còn hỗn cọng lông, về nhà làm chết mập trạch được. Ân Minh Ngọc âm thầm gật đầu, chính là như thế. Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng không có khả năng một kiếm diệt thần vương. Thế giới này có thể một kiếm diệt thần vương tồn tại còn chưa có xuất hiện. Trừ phi là tiên đế đích thân tới. Hô! Nơi xa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ gió lốc. Gió lốc từ nhỏ đến lớn, cuối cùng hóa thành một cơn lốc, gào thét tại giữa thiên địa. Quản Vọng bọn người cảm nhận được một cỗ hấp lực cường đại. Không khí chung quanh, tiên lực đều bị nhao nhao hút đi, liên đối bọn hắn đều có loại bị hút đi cảm giác. Về phần giữa thiên địa luân hồi sương mù càng là trước tiên bị hút đi, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa luân hồi sương mù liền biến mất, thế giới tràn đầy bình thường quang mang. Màu xanh thẳm bầu trời như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại phong bạo ở giữa một đạo bóng người dần dần rõ ràng, phong bạo từ từ nhỏ dần, cuối cùng hết thảy chung quanh toàn bộ không có vào, trong gió lốc ở giữa cái kia đạo bóng người trên thân. Cái này, Ân Minh Ngọc Trương miệng rộng, không hiểu cảm giác được nhìn quen mắt. Một màn này, nàng trước đó đã gặp. Vừa trước đây không lâu, Lữ Thiếu Khanh cũng từng có cử động như vậy. Thôn phệ hết Sơn Toản Thần Vương nhấc lên phong bạo, theo phong bạo biến mất, một cái nhân loại thân ảnh xuất hiện. Hoặc là nói, cũng không phải là nhân loại, chỉ là có loại nhân loại hình thái. Toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen, tại quang mang chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm âm trầm, biên giới lóe ra làm, cho người lạnh mình hàn quang. Đầu bị đồng dạng bị lân giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt, làm cho người không rét mà run. Rủ xuống hai tay là một đôi móng vuốt, đầu ngón tay sắc bén, đồng dạng hàn quang lập lòe. Toàn thân bao khỏa tại lân giáp bên trong, chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng, giữa thiên địa đã tràn ngập túc sát khí tức. Đồng thời thân thể của nó mặt ngoài thân thể, lân giáp giữa khe hở tràn ngập nhàn nhạt luân hồi sương mù, tràn ngập quỷ dị cùng âm trầm. Oa kháo! Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét nó một phen, lớn tiếng kêu, muốn làm gì? Chơi cosplay sao? Nói, còn một bên côi trường kiếm trên dưới khoa tay, ngươi mặc vào một thân khôi giáp, đánh như thế nào? Quá khi dễ người, đến, nhanh, đem ngươi cái này thân chó ra cởi ra, chúng ta quang minh chính đại đánh qua một trận. Ta người này đánh nhau không ưa thích xé quần áo, chính ngươi thoát tốt đi một chút. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng, sư phụ, gia hương ngươi người đều là cái dạng này. Quản Vọng gượng cười hai tiếng, mang trên mặt xấu hổ, ví dụ, cá biệt ví dụ đừng lên tới quần thể. Hỗn đản đồng hương, rất mất mặt a, những lời này ngoại trừ chọc giận đọa thần, ngươi còn có thể có làm được cái gì, quả nhiên, giống, sâu kiến. Sơn Toản Thần Vương bị tức con mắt càng thêm đỏ bừng, đi chết. Đối Lữ Thiếu Khanh lại là một chảo, so với vừa rồi, hóa thành nhân hình trạng thái Sơn Toản Thần Vương tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, móng vuốt càng thêm sắc bén. Soạt, thiên địa giống bố, trong nháy mắt bị xé nứt. Hỗn độn khí tức tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, mà là miễn cưỡng ăn Sơn Toản Thần Vương một chảo này. Phốc, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bị trùng điệp đánh bay, phảng phất là không có cách nào trốn tránh.
Thấy cảnh này, Quản Vọng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thân hình thu nhỏ, lực lượng ngược lại trở nên lớn hơn. Tiểu tử, hắn ngăn cản không nổi. Tốc độ quá nhanh, Quản Vọng căn bản không nhìn thấy hành động quỹ tích. Thậm chí hồ, Quản Vọng kết luận, một chảo này xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ thụ thương. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa sông về đến, đối Sơn Toàn Thần Vương gầm thét, dạng này có ý tứ sao? Ngươi cẩu trảo lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được ta. Đến, ngươi lại cử động ngươi cẩu trảo thử một chút. Ta chặt nó. Sau khi nói xong, đối Sơn Toàn Thần Vương xuất kiếm. Cùng trước đó, kiếm quang tràn ngập giữa thiên địa, đem Sơn Toàn Thần Vương bao phủ ở bên trong. Kiếm ý bạo liệt, phảng phất có thể rào sát hết thảy. Giống. Gầm lên giận dữ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Tại trong kiếm quang, lợi trảo phảng phất thừa phong mà lên, chấn áp mà xuống, nhẹ nhõm đánh tan kiếm quang. Lợi trảo lại một lần nữa rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa tại lợi trảo phía dưới vỡ nát, như là yếu ớt trang giấy, bị bắt nhão nhoẹt. Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đánh bay. Vừa rồi đè ép Sơn Toàn Thần Vương đánh sức mạnh đã không có. Dù là hắn ra sức xuất kiếm, uy lực tựa hồ không bằng trước đó, lại hoặc là nói Sơn Toàn Thần Vương trở nên càng tăng mạnh hơn, xuất ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần bị đánh bay. Chương 2833, ngươi lực khí so ta nữ nhi còn không bằng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị đánh bay, tính được đã bị đánh bay 4-5 lần. Tại đối mặt Sơn Toàn Thần Vương công kích, Lữ Thiếu Khanh đã không có cách nào ngăn cản. Công kích của hắn bị tùy tiện đánh nát, thân thể của hắn bị nhẹ nhõm đánh bay. Quản Vọng nhìn xem nhíu chặt mày, không ổn. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đã ngăn cản không nổi Sơn Toàn Thần Vương công kích, một lần lại một lần bị đánh bay. Tiêu Y nghe vậy giật mình, bất quá sau đó lắc đầu, không có chuyện gì. Ta nhị sư huynh còn tại mắng chửi người đây. Tiêu Y đối với người khác có lẽ không hiểu rõ, nhưng đối với mình nhị sư huynh khẳng định có lấy thâm hậu hiểu rõ. Không nói toàn bộ hiểu rõ, nhưng ít ra so người khác giải. Lữ Thiếu Khanh bây giờ còn có thể oa oa gọi, khẳng định là có lực lượng, thế cục còn tại trong khống chế của hắn. Nếu như tình huống không ổn, đánh không lại, đã sớm chạy, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này oa oa gọi. Quản Vọng lắc đầu, nha đầu ngốc, ngươi còn nhìn không minh bạch. Hắn nhục thân rất cường hãn, nhưng chung quy có cái hạn độ. Thần vương lực lượng lớn bao nhiêu? Cái này một cái, hắn có thể trèo chống lâu như vậy đã ngạo cười thiên hạ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Không muốn những biện pháp khác, sau cùng hạ tràng hội rất thảm. Quản Vọng cũng muốn giúp đỡ chính mình tiểu lão hương, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chỉ dựa vào tình cảm không thể làm cơm ăn. Hắn là thiên cơ giả, am hiểu viết văn, thu thập tình báo, am hiểu phân tích. Những năng lực này để hắn trở nên 10 phần lý trí. Trước mắt tình huống, cùng nhau phân tích đến, lý trí nói cho hắn biết Lữ Thiếu Khanh tình cảnh không coi trọng. Ân Minh Ngọc lần nữa âm thầm gật đầu, sư phụ nói không sai. Cho dù tốt phòng ngự, cũng sẽ có bị công phá một ngày. Tiếp tục như vậy, cuối cùng khẳng định là hắn ăn thiệt thòi. Tiêu Y bĩu môi, trong lòng mặc dù bị nói có chút hoảng, nhưng là nàng hay là lựa chọn tin tưởng mình sư huynh. Thôi đi, các ngươi ánh mắt thiển cận. Ta nhị sư huynh cũng không phải có thể sử dụng lẽ thường đi cân nhắc. Ân Minh Ngọc im lặng, mù quáng tín nhiệm không thể làm. Tiểu nha đầu này thật là cưỡng. Nàng nói, vậy liền nhìn xem đi. Để sự thật đến nói chuyện, để ngươi không lời nào để nói, xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh cùng Sơn Toàn Thần Vương tiếp tục đối công. Lữ Thiếu Khanh lần lượt xuất kiếm, nhưng là kết quả đều không ngoại lệ, hắn một lần lại một lần bị đánh bay. Bị đánh bay về sau, hắn tiếp tục bay trở về, không gãy bất nạo. Giống một tên không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử chiến sĩ giơ vũ khí một lần, lại một lần thẳng hướng địch nhân cường đại. Không ngã xuống quyết không từ bỏ, nhìn xem liền tràn ngập bi tráng khí tức. Đương nhiên, nếu như Lữ Thiếu Khanh hô lên những lời kia, một màn trước mắt tuyệt đối là bi tráng một màn. Móa, ngươi chưa ăn cơm, ngươi liền điểm ấy lực khí. Thập tam trọng thiên cũng nghèo như vậy, cơm không có, phân cũng không có. Móa, thật là nhột a, ngươi thêm điểm nỗ lực thực hiện không được. Ra đánh nhau, ngươi bất ma mài một cái móng vuốt của ngươi. Thất bại a, ngươi làm như vậy, có ý tốt gọi thần vương. Ngươi điểm ấy lực khí, ngay cả ta nữ nhi bú sữa mẹ lực khí cũng không bằng. Ôi, đánh, ôi, ta lại tới. Ngữ khí, ngôn ngữ đều là tràn đầy khiêu khích, 10 phần vô sỉ, để cho người ta nghe trong lòng lửa giận cọ cọ ứa ra. Tăng thêm những này vô sỉ lời nói, Lữ Thiếu Khanh không giống một cái bi tráng chiến sĩ, ngược lại giống một cái đáng ghét con ruồi, bị đánh bay về sau. Lần nữa bay trở về, ông réo lên không ngừng, làm lòng người phiền ý loạn. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc cũng là nghe được trong lòng bực bội. Về phần chính diện Sơn Toàn Thần Vương, tức thì bị tức giận đến gầm thét liên tục,
lực lượng một lần sau một lần lớn. Mỗi một lần lợi chảo rơi xuống, thiên địa đều sẽ sụp đổ. Thậm chí hồ, khôi phục tốc độ đã đuổi không lên sụp đổ tốc độ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tại dạng này công kích phía dưới vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, trên tay công kích yếu một chút, trên miệng công kích lại là kéo căng. Mỗi một chữ cũng giống như đao đồng dạng thẳng đâm trái tim. Quản Vọng cũng nghe được trong lòng ứa ra lửa. Quá muốn ăn đòn. Hắn đem chính mình đưa vào Sơn Toàn Thần Vương vị trí, trong lòng của hắn nhịn không được đối Sơn Toàn Thần Vương đồng tình một cái. Bị dạng này miệng pháo công kích, nhất định rất thống khổ à, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói. Làm như vậy, ngoại trừ chọc giận thần vương, hắn có thể có chỗ tốt gì? Chọc giận thần vương, chỉ làm cho chính mình đưa tới càng khủng bố hơn công kích, ngoại trừ tìm phiền toái cho mình, gia tốc chính mình lạc bại. Quản Vọng cau mày lại nhìn một lát. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh bay, lực lượng kinh khủng đem thiên địa xé rách. Lữ Thiếu Khanh lại tại thiên địa hủy diệt lực lượng bên trong lông tóc không tổn hao gì, giơ kiếm, đằng đằng sát khí xông về tới. Sức mạnh đáng sợ cho dù là tiên vương lâm vào cũng sẽ thụ thương. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là thỉnh thoảng thổ huyết, nhưng là hắn vẫn như cũ trung khí 10 phần, miệng pháo uy lực không giảm. Thân thể càng là có chút tản mát ra kim sắc quang mang, đem hắn tôn lên như là một tôn chiến thần. Ngô, là một tôn lắm lời miệng pháo chiến thần. Quản Vọng lông mày dần dần giãn ra, ánh mắt lại bắt đầu mang tới chấn kinh. Cái này tiểu tử, nhục thân cường hãn đến loại này tình trạng. Sơn Toàn Thần Vương công kích đối với hắn không có hiệu quả. Không phải không có hiệu quả. Mà là Sơn Toàn Thần Vương không có cách nào phá hủy Lữ Thiếu Khanh nhục thân. Đừng nói phá hủy, thậm chí, liền tại phía trên lưu cái vết thương đều không được. Quản Vọng chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh nhục thân đến cùng mạnh đến cái gì tình trạng? Ân Minh Ngọc cũng kịp phản ứng, từ Sơn Toàn Thần Vương hóa thành nhân hình đến bây giờ, đã qua mấy cái canh giờ. Nó đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay một lần lại một lần. Tính được đã qua mấy chục cái hiệp. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay mấy chục lần, tiếp nhận Sơn Toàn Thần Vương công kích mấy chục lần. Tại dạng này thế công phía dưới, người bình thường thân thể đã sớm vỡ nát, nát đến không thể lại nát. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có, ngoại trừ nôn điểm huyết bên ngoài, thân thể của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, không thấy có nửa điểm vết thương. Ân Minh Ngọc ôm đầu, hắn là ăn cái gì lớn lên, vì cái gì nhục thân sẽ mạnh đến như thế tình trạng. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh lần nữa xông về đến, chưa ăn cơm sao? Ngươi điểm ấy lực lượng, liền cho ta gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Chương 2834, người có thể xưng thái kê Lữ Thiếu Khanh thanh âm vẫn như cũ vang dội, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Thân thể của hắn bộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, như là một tôn thần linh. Như thế đồ ăn, ngươi còn làm cái gì thần vương? Nếu không phải ngươi mặc vào một thân chó da, ta đã sớm đem ngươi tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Đến, tiếp tục, xem ai cuối cùng ngã xuống. Sau khi nói xong, lại một lần nữa xuất kiếm. Hai màu trắng đen kiếm quang phóng lên tận trời. Thiên địa lại một lần nữa bị đủ mọi màu sắc quang mang chiếm cứ. Một kiếm này là Lữ Thiếu Khanh tập đại thành chi kiếm, là hắn uy lực mạnh nhất một kiếm. Sơn Toàn Thần Vương đối mặt một kiếm này đồng dạng không cách nào ngăn cản. Giống, mãnh liệt kiếm quang, giữ dằn kiếm ý, ngàn vạn kiếm quang. Sơn Toàn Thần Vương thống khổ nhắm mắt lại, phát ra thống khổ gào thét, thân thể cùng linh hồn đều lọt vào công kích. Thân thể sụp đổ, linh hồn tiêu tán đồng dạng. Đợi đến kiếm quang tán đi, lực lượng kinh khủng biến mất. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quản Vọng bọn người mở to mắt, thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn. Sơn Toàn Thần Vương trên thân xuất hiện nói đạo thương ngấn, lân giáp đảo ngược, tung bay, biến mất, bộ dáng vô cùng chật vật. Quản Vọng tê cả ra đầu, nương, làm sao tu luyện? Ăn cái gì lớn lên? Lực phòng ngự kinh người đã rất không hợp thói thường. Hiện tại ngay cả công kích lực đều như thế biến thái. Còn có để cho người sống hay không? Ân Minh Ngọc đem đầu của mình ôm càng chặt, nàng hoài nghi mình xảy ra vấn đề. Chẳng những con mắt, liền tiên thức cũng xảy ra vấn đề. Không phải làm sao có thể nhìn thấy như thế không hợp thói thường một màn. Sơn Toàn Thần Vương, thập tam trọng thiên bên trong đệ tứ trọng thiên thần vương, vô địch tại tiên giới, trấn áp tiên giới một vạn năm tồn tại. Lữ Thiếu Khanh, một cái vừa mới phi thăng lên đến không mấy năm phi thăng giả, hẳn là tiên giới tiên nhân bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng mà... ở chỗ này, Sơn Toàn Thần Vương đối Lữ Thiếu Khanh công kích nửa ngày, cũng không có đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành thương tổn quá lớn. Lữ Thiếu Khanh kinh thiên một kiếm lại làm cho Thần Vương thụ thương nghiêm trọng. Tình cảnh như vậy tận mắt nhìn thấy, trực tiếp để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Sơn Toàn Thần Vương hận đến muốn phát điên, tinh hồng con mắt đơn giản muốn nhỏ máu ra, nên, đáng chết. Đáng chết, giống. Sơn Toàn Thần Vương lại một lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Như là một phát vô hình đạn pháo nổ tung, đem thiên địa nổ vỡ nát. Đương nhiên, công kích như vậy đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, còn có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Mặc dù bị tạc bay,
cũng tại thổ huyết, nhưng là thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Lữ Thiếu Khanh một bên bay trở về, một bên phun máu. Thân thể quá mạnh cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn bị tiếp nhận Sơn Toản Thần Vương nhiều lần như vậy công kích, nhục thân không có vấn đề gì, ở bên trong linh hồn sắp bị đập nát. May tiên hồn cũng nhận được cường hóa, không phải hắn sớm đã bị đập đến hồn phi phách tán, đến thời điểm lưu lại một bộ xác không. Nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm đến cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa, linh hồn của hắn sẽ bị đập tan. Đến thời điểm không có linh hồn cũng không biết rõ còn có thể hay không trùng sinh. Làm đây hết thảy, cũng là vì kế hoạch của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm xa xa Sơn Toản Thần Vương, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, muội nha, còn không mắc mưu sao? Như thế có thể chịu, còn em ngươi bất lực, à? Dạng này làm tiếp, ngươi thật sẽ làm chết ta, đầu óc ngươi không nên thông minh như vậy. Vừa rồi sau khi giao thủ, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ hắn muốn chính diện đánh bại Sơn Toản Thần Vương, lấy thực lực của hắn bây giờ sợ là có chút khó khăn. Thậm chí khả năng rất lớn lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn muốn đánh bại Sơn Toản Thần Vương, hắn chỉ có thể dùng hắn mở ra lối riêng. Biện pháp cùng trước kia, đem chó đưa vào đến, sau đó đóng lại, đến một chiêu đóng cửa đánh chó. Phương diện khác Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình không phải rất lợi hại. Nếu là tại trong thức hải chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh tự nhận là chính mình, không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là loại kia tự xưng thiên hạ đệ nhị không người nào dám xưng thứ nhất. Người mang đệ nhất quang tự đệ nhất ám liệt hắn tại trong thức hải chính là thần, ai tới đều phải quỳ. Cũng không biết rõ Sơn Toản Thần Vương có phải hay không phát hiện cái gì, biết rõ hắn Lữ Thiếu Khanh có thể thôn phệ luân hồi sương mù về sau, một mực không dùng khác thủ đoạn hoặc là phương thức tới đối phó hắn. Chỉ bằng mượn cảnh giới của nó thực lực đến công kích hắn. Lữ Thiếu Khanh lựa chọn dùng chính mình nhục thân ngạnh kháng, chính là để Sơn Toản Thần Vương chi đạo không xuất ra lá bài tẩy của nó, là đánh không cách nào đánh bại hắn. Lữ Thiếu Khanh giết trở lại đến Sơn Toản Thần Vương trước mặt tiếp tục miệng pháo con thứ, liền chút năng lực ấy. Như thế đồ ăn ngươi làm cái giám thần vương. Ngươi so nhà ta nữ nhi lực khí còn không bằng, ngươi liền một con chim lực lượng cũng không sánh bằng, ngươi có thể xưng thái kê. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đối với Sơn Toản Thần Vương chuyển vận, hắn muốn cho Sơn Toản Thần Vương một loại ảo giác, dựa vào lực lượng của thân thể là không cách nào đánh bại hắn. Sơn Toản Thần Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ lần này nó không có vội vã xuất thủ. Tinh hồng con người ánh sáng sáng lên, làm cho người không rét mà run. Nhưng ở càng chỗ sâu bên trong lại mang theo nghi hoặc, phiền muộn, biệt khuất. Nó là thần vương, trấn áp tiên giới ức vạn năm. Nó đã cực kỳ lâu không biết rõ cái gì gọi là phẫn nộ, biệt khuất. Hôm nay, Lữ Thiếu Khanh để nó cảm nhận được. Đường đường thần vương, lấy ra tuyệt đại bộ phận thực lực, lại không làm gì được một cái tiểu tiểu sâu kiến. Đừng nói giết hắn, liền liền ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương đều làm không được. Kết quả như vậy để nó phẫn nộ, để nó biệt khuất, để nó hận đến phát cuồng. Ức vạn năm đến nay, tiên giới tất cả tiên nhân nói đến nó đều là sợ như sợ cọp, tránh không kịp. Đừng nói mắng, chính là nhìn thấy nó đều muốn đường vòng đi. Chưa từng có một người dám giống Lữ Thiếu Khanh dạng này nhục mạ nó. Cho nên, hôm nay không giết chết Lữ Thiếu Khanh, nó liền không xứng làm cái này thần vương. Giống. Sơn Toản Thần Vương càng nghĩ càng giận, lại một lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét. Sâu kiến, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nát em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí một kiếm bổ xuống. Như ngươi loại này lực lượng cho ta gãi ngứa đều không đủ tư cách, còn muốn chém thành muôn mảnh. Thần vương cũng sẽ nằm mơ sao? Giống. Một chương màu đen mặt to xuất hiện, mang theo quỷ dị âm trầm khí tức đem Lữ Thiếu Khanh một ngụm nuốt vào. Chương 2835, vận dụng luân hồi sương mù. Một chương dữ tợn có thể sợ, phát ra âm trầm quỷ dị khí tức mặt to phủ kín toàn bộ bầu trời. Miệng há ra, cho người ta một loại có thể nuốt mất toàn bộ thế giới ảo giác. Dữ tợn mặt to, lại làm cho người nhìn không rõ ràng hắn vẻ mặt. Nó há mồm cắn xuống, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh liền theo không gian chung quanh biến mất. Nó một ngụm liền đem thiên địa gặm xuống một mảng lớn. Nuốt vào về sau, còn nhấm nuốt hai lần, làm cho người thấy ngạt thở. Quản vọng mấy người bị giật nảy mình. Đột nhiên xuất hiện mặt to lấy vội vàng, không kịp chuẩn bị tư thế thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất tại mặt to miệng bên trong. Nhấm nuốt dáng vẻ, tựa như Sơn Toản Thần Vương đã đem Lữ Thiếu Khanh ăn hết. Quản vọng nhịn không được mắng, hỗn đản, hiện tại tốt đi. Quả thực là làm ẩu, nhất định phải thần vương lấy ra chút khác thủ đoạn đến giết chết ngươi ngươi mới an tâm. Không có điểm cái khác át chủ bài có thể để thần vương, chọc giận thần vương, để thần vương xuất ra toàn bộ thực lực tới đối phó ngươi, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ân Minh Ngọc biểu thị 100 cái đồng ý, sư phụ nói cực phải, hắn quá phách lối. Tự kiềm chế nhục thân cường hãn vô địch, ngay ở chỗ này điên cuồng khiêu khích thần vương. Sau khi nói xong, dừng một chút, kính sợ nhìn phía xa to lớn mặt to. Nói ra cái nhìn của mình, chính mình rõ ràng có nhục thân ưu thế,
hoàn toàn có thể hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế, coi như không có cách nào đánh thắng được thần vương, nhưng ít ra cũng sẽ có một chút thu hoạch. Hiện tại khiêu khích thần vương xuất ra khác thủ đoạn đến, lúc trước hắn ưu thế không còn sót lại chút gì. Phân tích một lượt về sau, lắc đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh cách làm này 10 phần xem thường. Tiêu Y khinh bỉ, ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh ý nghĩ sao lại là như, ngươi loại này người không có đầu óc có thể đoán được. Không có đầu óc, còn học người đến phân tích ta nhị sư huynh, cũng không biết rõ là nơi nào tới tự tin. Ngươi nhìn xem đi, tiếp xuống hắn sẽ chỉ càng thêm không dễ chịu. Ân Minh Ngọc giọng nói lượng không lớn, lại là tràn đầy nồng đậm tự tin. Nàng tin tưởng mình phân tích, mà lại sư phụ nàng cũng có dạng này phân tích. Phân tích của nàng có thể sẽ sai, nhưng nàng sư phụ phân tích cũng sẽ sai sao? Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh kế tiếp còn có cái gì tốt quả ăn. Vừa rồi giống đập con ruồi, tiếp xuống có thể sẽ so đập con ruồi còn bết bát hơn. Ân Minh Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tiên thức như là gia đa nhìn chòng chọc vào xa xa chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, giữ tợn kinh khủng mặt cửa hàng ở trên trời. Không nhiều một lát, nhấm nuốt miệng dừng lại, mặt bên phải trên má nhúc nhích mấy lần. Sau một khắc liền có một đạo kiếm quang từ bên trong phá vỡ, xông thẳng ra. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh theo kiếm quang cùng lúc xuất hiện, móa. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu nhân hèn hạ, phốc. Gầm thét hai câu liền đột nhiên thổ huyết, so với trước đó nhà càng nhiều, lợi hại hơn. Miệng lớn thổ huyết để chung quanh hình thành một mảnh huyết vụ. Tựa hồ nhận thương tổn không nhỏ. Ân Minh Ngọc nhìn thấy về sau, trong lòng không có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại thở dài. Nàng làm sao không muốn Lữ Thiếu Khanh chiến thắng, Lữ Thiếu Khanh bại, nàng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là, sự thật chính là sự thật, không lấy người ý chí là chuyển di. Thần vương trấn áp tiên giới, là vô địch tồn tại, làm sao lại bị một cái tiểu tiên nhân chỗ đánh bại. Ân Minh Ngọc đối Quản Vọng nói, sư phụ, chúng ta cần làm chút gì sao? Nói bóng gió để Quản Vọng nghĩ biện pháp, đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh thất bại, mấy người bọn họ đến có biện pháp chạy khỏi nơi này. Tại thần vương trước mặt đào tẩu, đây là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, Ân Minh Ngọc không có lòng tin. Quản Vọng trầm mặc, nhìn phía xa, khẽ lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh lao ra về sau, giữa bầu trời tấm kia mặt to cũng biến mất theo, sơn toàn thần vương thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tinh hồng trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một tia ý mừng. Sâu kiến, người nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó hô to, đừng kêu lợi hại như vậy, người có gan đừng có dùng loại thủ đoạn này. Ta nhục thân thiên hạ vô địch, dùng khác thủ đoạn thắng ta, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Ta nhục thân liền tiên đế đều không làm gì được, ngươi có gan liền cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Xem kiếm, ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chủ động khởi xướng tiến công, kiếm quang bộc phát, nhưng lại bị một cỗ luân hồi sương mù chỗ ngăn cản, khó mà phát huy ra quá lớn hiệu quả. Ân Minh Ngọc thấy thế, nhịn không được nói, nhìn, nó vận dụng nhất là quỷ dị thần bí luân hồi sương mù. Hắn có thể ứng phó được không? Theo Ân Minh Ngọc dứt lời dưới, xa xa sơn toàn thần vương thể nội toát ra càng thêm nồng đậm luân hồi sương mù. Quỷ dị, âm trầm, kinh khủng, có thể từ đem người nhất chỗ sâu lực sợ hãi dẫn phát ra. Luân hồi sương mù mãnh liệt, như là một cái lưới lớn bao phủ xuống. Một cái lưới lớn rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ đi vào. Lữ Thiếu Khanh liên quan kiếm quang cũng đều biến mất tại luân hồi sương mù bên trong. Như là một đầu tiểu ngư, đối mặt từ trên trời giáng xuống lưới lớn, vô luận cỡ nào cố gắng đều không thể đào thoát. Quản Vọng ánh mắt nhấp nháy, nắm đấm nhịn không được nắm chặt. Hắn còn có thể thôn phệ sao? Thôn phệ luân hồi sương mù, đây là Lữ Thiếu Khanh năng lực đặc thù. Quản Vọng trải qua phân tích, mặc dù cho rằng Lữ Thiếu Khanh chọc giận thần vương là không sáng suốt cách làm, nhưng Quản Vọng trong lòng vẫn là ôm lấy mấy phần chờ mong. Nếu như là luân hồi sương mù, hắn có lẽ còn có chút cơ hội. Quản Vọng thấp giọng nói một câu, bị Ân Minh Ngọc nghe được về sau, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, sư phụ, nhiều như vậy luân hồi sương mù, hắn có thể toàn bộ thôn vệ xong sao? Căn cứ vào lý trí lập trường, Ân Minh Ngọc liếc mắt liền thấy được trọng điểm. Câu nói này để Quản Vọng trong lòng những cái kia chờ mong chết hơn phân nửa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua nơi xa luân hồi sương mù che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thế giới, nhiều như vậy luân hồi sương mù, hắn có thể thôn vệ sao? Vừa lúc này, chung quanh lại lần nữa nổi lên hô hô gió lớn. Giữa thiên địa gió lần nữa hướng về chiến đấu ở giữa hội tụ. Cùng luân hồi sương mù cùng một chỗ lăn lộn, chuyển động. Cuối cùng như là vòng xoáy đồng dạng không có vào một cái nào đó vị trí. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ giữa thiên địa hiển hiện. Chương 2836, đánh nhau xé quần áo, còn có hay không một điểm bộ dáng của cao thủ tất cả luân hồi sương mù như là Lưu Thủy Quy Nguyên, từng cái bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, để hắn thân mặt ngoài thân thể nổi lơ lửng một tầng luân hồi sương mù, nhìn có mấy phần quỷ dị.
cùng Sơn Toản Thần Vương tương đối, song phương tựa như là cùng một trận doanh. Ây! Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, kêu to, nhiều lắm, không ăn được. Sau khi kêu xong, đối Sơn Toản Thần Vương nói, đừng làm những thứ này, ngươi là không làm gì được ta. Chỉ là luân hồi sương mù, ta ăn nó so uống nước còn đơn giản. Sâu kiến! Sơn Toản Thần Vương không có tiếp tục công kích, lần nữa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi đến cùng là người phương nào? Nó không thể không hiếu kỳ, không thể không nghi hoặc. Có thể thôn phệ luân hồi sương mù mà không có bất cứ chuyện gì tồn tại, nó cũng là lần thứ nhất gặp. Mà lại nhục thân còn cường hãn kiên cố đến một cái không hợp thói thường tình trạng. Dạng này người, sẽ là tiên nhân. Mà lại, có cái nào tiên nhân có thể như vậy miệng đầy rác rưởi nói? Có thể chơi chết ngươi người. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí phách lối, mặc quân kiếm chỉ vào nó kêu to, giết chết ngươi, ta liền có thể ở đệ tứ trọng thiên. Ngươi, đã không thích hợp làm thần vương. Thức thời, cút nhanh lên, ta không giết ngươi. Lăn, Sơn Toản Thần Vương lửa giận lại một lần nữa xuất hiện, sát ý lại một lần thôn phệ lý trí của nó. Nó giống giận, thậm chí ở trong lòng mắng chính mình một câu. Làm gì nhất định phải phạm tiện hỏi cái này chút. Sâu kiến, ngươi chết. Nó thân hình lóe lên, phảng phất chui vào hư không bên trong, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu đen, mang theo sát ý ngút trời đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Soạt một tiếng, tia chớp màu đen những nơi đi qua, thiên địa bị đánh thành hai nửa. Sơn Toản Thần Vương thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, bén nhọn lợi chảo lóe ra làm người sợ hãi hàn quang đâm vào thân thể của hắn. Bành! Lữ Thiếu Khanh không kịp trốn tránh, chỉ có thể cứ thế mà ăn một chảo này. Ngao! Lữ Thiếu Khanh thân thể như là một đạo thiểm điện đồng dạng biến mất tại giữa thiên địa. Nhưng rất nhanh, hắn lại chạy về đến, lần này, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, khí tức tiến một bước suy yếu. Lữ Thiếu Khanh đối Sơn Toản Thần Vương phun nước bọt, móa, ngươi mưu sát a, rất đau, ngươi biết không biết rõ. Mã Đức, ngươi còn đem quần áo ta xé, ngươi làm sao lại như vậy tiện. Đánh nhau xé quần áo, còn có hay không một điểm bộ dáng của cao thủ. Đánh nhau giống lưu manh, có ý tứ sao? Sơn Toản Thần Vương, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, Tiêu Y, hì hì. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy chính mình ngực, thử lấy răng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại là trầm xuống, coi báo động đại tác. Vừa rồi kia một trào để hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, so với vừa rồi mấy chục lần hơn trăm lần đập con ruồi cộng lại còn muốn đau. Nhục thân không thể phá vỡ, nhưng không có nghĩa là liền không có cảm giác đau. Mà lại, không đơn thuần là núi thịt đau nhất, linh hồn cũng tại đau nhất, là loại kia lung lay sắp đổ đau nhất. Lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lại đến nhiều hai lần, linh hồn của hắn lại bởi vì tiếp nhận không được ở loại đau nhức này mà sụp đổ. Đến lúc đó, hắn sẽ triệt để vẫn lạc, lưu lại một bộ hàng xe cơn han. Lấy ra chút bộ dáng của cao thủ đến được không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, không cho Sơn Toản Thần Vương nói chuyện cơ hội. Thân thể của hắn đột nhiên toát ra một cỗ luân hồi sương mù, hóa thành một cái đại thủ hướng phía Sơn Toản Thần Vương chụp tới. Nhìn ta giết chết ngươi. Sơn Toản Thần Vương hừ lạnh một tiếng, đập vào mặt luân hồi sương mù trong khoảnh khắc tiêu tán, không tự lượng. Nhưng mà, tiêu tán luân hồi sương mù đằng sau lại là quang mang lấp lóe, một vòng kiếm quang như là độc xà thổ tính đồng dạng lao thẳng tới nó mà tới. Một kiếm này tự nhiên không có cho Sơn Toản Thần Vương tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng là cừu hận lại thêm mới cao, giống. Sơn Toản Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình sóng âm ở trên người Lữ Thiếu Khanh nổ tung. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bay ngược, hô. Luân hồi sương mù lại lần nữa che lấp bầu trời, lại một lần đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thôn phệ thời gian thật lâu, mà lại tại không sai biệt lắm thời điểm, Thiện Chiến Thần Vương lại lần nữa thúc giục luân hồi sương mù đi bổ sung. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh liền một mực bị luân hồi sương mù chỗ che lấp. Âm trầm quỷ dị luân hồi sương mù như là không đáy vũng bùn, Lữ Thiếu Khanh làm sao cũng không cách nào từ bên trong trốn tới. Xa xa Quản Vọng nhìn thấy về sau, trong lòng chờ mong lại chết một nửa. Đối Lữ Thiếu Khanh đã không ôm ấp bao lớn chờ mong. Chính như Ân Minh Ngọc lời nói, Lữ Thiếu Khanh là có thể thôn phệ luân hồi sương mù, nhưng đối mặt với Sơn Toản Thần Vương, đối mặt với tựa hồ vô cùng vô tận luân hồi sương mù, hắn có thể nuốt được bao nhiêu, ai? Quản Vọng nhịn không được thở dài, cảm giác được tương lai tựa như trước mắt bầu trời, hắc ám âm trầm, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Tiêu Y vội vàng hỏi, quản gia, thế nào? Có vấn đề gì không? Quản Vọng theo thói quen cho Tiêu Y một cái liếc mắt, chỉ vào nơi xa, ngươi không thấy được sao? Ngươi nhị sư huynh bị luân hồi sương mù thôn phệ, hắn ngăn cản không nổi, sau cùng hạ chàng chính là bị luân hồi sương mù thôn phệ. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng buông lỏng, cười hắc hắc nói, không có việc gì, luân hồi sương mù không làm gì được nhị sư huynh. Tiêu Y gặp qua rất nhiều lần.
luân hồi sương mù tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là tiểu hài tử, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Khác Tiêu Y không dám nói, nhưng đối mặt luân hồi sương mù, Tiêu Y có 10 phần lòng tin. Chỉ là luân hồi sương mù, không đáng kể, nhị sư huynh có thể nhẹ nhõm nắm. Vừa nói, còn một bên làm lấy một cái nắm thủ thế, biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Ân Minh Ngọc nhịn không được, sư huynh phách lối, sư muội cũng đi theo cuồng vọng. Không phải một người nhà không tiến một gia môn. Nàng nhịn không được nói, hừ, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Hắn có thể thôn phệ luân hồi sương mù, nhưng là hắn có thể nuốt bao nhiêu? Cuối cùng liền sợ chính hắn đem chính mình no bạo. Ân Minh Ngọc ý tứ rất rõ ràng, người dung lượng là có hạn, Lữ Thiếu Khanh bộ kia thân thể nhỏ bé, nuốt không được bao nhiêu luân hồi sương mù, cuối cùng khẳng định sẽ bị phản phệ. Sư phụ, chúng ta bây giờ ly khai là thời cơ tốt nhất, không phải đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta sợ là... Chương 2837, thèm nhỏ nước dãi. Ân Minh Ngọc hiện tại là càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phần thắng không lớn, sớm muộn cũng sẽ bị Sơn Toản Thần Vương đánh chết. Nàng biết mình những người này, cho dù là quản vọng xuất thủ cũng không có cách nào cứu vớt được Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại là chạy trốn tốt nhất cơ hội. Thừa dịp Thần Vương còn tại chiến đấu, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm chạy trốn, còn có hy vọng chạy trốn được. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau lại nghĩ chạy là không thực tế. Thần Vương là ai? Cho dù là một con ruồi cũng không cách nào tại Thần Vương trước mặt chạy trốn. Tiêu Y hảo tâm tình lập tức liền không có, rất muốn cùng lấy tiểu hắc đồng dạng phun chết Ân Minh Ngọc. Nàng hừ một tiếng, đồ hèn nhát, ngươi muốn đi liền đi, không có người cản ngươi. Ân Minh Ngọc không thèm để ý Tiêu Y ở trong mắt nàng chính là một cái bị làm hư tiểu nha đầu, không biết rõ thế gian hiểm ác. Ân Minh Ngọc nhìn lấy mình sư phụ, trong lòng là bức thiết chính hy vọng sư phụ rời đi nơi này. Đứng ở chỗ này xem kịch, rất dễ dàng đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào. Quản vọng nhẹ nhàng lắc đầu, xem trước một chút, nếu như ngươi cảm thấy chuyện không thể làm, trước tiên có thể đi. Ân Minh Ngọc liền nói ngay, sư phụ, ngươi nói gì vậy? Ngươi không đi, thân là đệ tử ta sao có thể đi? Nhưng là, sư phụ, ngươi không cân nhắc. Quản vọng giơ tay lên, trước nhìn xem đi, đến thời điểm nguy hiểm, ta chỉ có thể hợp lực đem các ngươi đưa tiễn. Quản vọng không muốn đi, nơi này chiến đấu còn chưa kết thúc. Trong lòng của hắn chờ mong chết 7-8 phần, nhưng còn có một điểm tại. Hắn muốn nhìn đến cuối cùng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Để cho ta nhìn xem, ngươi có phải hay không thiên tuyển chi tử. Quản vọng ánh mắt yếu ớt, gắt gao nhìn phía xa. Nơi xa, luân hồi sương mù lan lộn, che lấp hết thảy, ngăn cách tiên thức, cho dù là quản vọng cũng không nhìn thấy bên trong tình huống. Tại luân hồi sương mù bên trong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Thân thể của hắn giống một cái lỗ đen, đang điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh luân hồi sương mù. Gào thét mà đến luân hồi sương mù như gió bạo đồng dạng vòng quanh hắn xoay tròn. Sơn Toản Thần Vương thân ảnh biến mất không thấy, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được nó khí tức. Nó liền giấu ở luân hồi sương mù bên trong, tiềm phục tại hắc ám bên trong. Nó như là dã thú, đang đợi cơ hội, tùy thời đối Lữ Thiếu Khanh con mồi này phát ra một kích chí mạng. Hưu! Vang lên bên tai một tiếng dị dạng thanh âm. Tại hô hô thanh âm bên trong phá lệ chói tai, ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức theo luân hồi, sương mù tiến vào thân thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nghĩ đến đem cỗ này âm lãnh, khí tức tịnh hóa. Nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Hắn đè lại muốn tịnh hóa xúc động, mà là đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể khí tức trở nên hỗn loạn. Thân thể giống mất đi khống chế đồng dạng từ trên trời rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Lại qua một lát, hắn mới dãy giụa lấy đứng lên, lại phun một ngụm máu, mới đem thể nội kia cỗ âm lãnh khí tức tịnh hóa rơi. Móa, hèn hạ, có loại ra, quang minh chính đại đánh một trận. Đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục duy trì phách lối cuồng vọng thái độ, đối chung quanh kêu to. Thân thể của hắn đã đình chỉ thôn phệ luân hồi sương mù, không chỉ như thế, thân thể đang không ngừng toát ra luân hồi sương mù. Thoạt nhìn là bởi vì thôn phệ quá nhiều. Không cách nào khống chế được, chỉ có thể ra bên ngoài tràn ra. Tóm lại, Lữ Thiếu Khanh hiện tại trạng thái nhìn 10 phần hỏng bét. Hoắc, tại hắc ám bên trong một đôi tinh hồng con mắt hiển hiện, giống như một đôi ác ma chi nhãn, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Sơn Toản Thần Vương xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Sâu kiến. Sau khi nói xong, một cỗ đáng sợ khí tức nhào tới trước mặt. Khí tức tản ra âm lãnh, những nơi đi qua, chung quanh luân hồi sương mù tựa hồ bị đông lại đồng dạng. Âm lãnh khí tức hừ một tiếng, hung hăng va vào trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thân thể đột nhiên run lên, thân thể bay ngược, lại một lần nữa thổ huyết, trùng điệp đâm vào nơi xa. Hắn nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lại qua tốt một lát, hắn mới có thể đứng lên, nhưng là khí tức đã cực kỳ uể oải. Thân thể tại khẽ run,
tựa hồ đã tiếp nhận không được ở chung quanh luân hồi sương mù bên trong lực lượng. Hô, hô, Lữ Thiếu Khanh há mồm thở dốc, ngươi có gan, có dám hay không? Nói còn không có Sơn Toản Thần Vương lần nữa xuất thủ, chung quanh luân hồi sương mù tại sự điều khiển của nó phía dưới, hóa thành phong bạo, gào thét mà xuống. Sương mù trạng thái luân hồi sương mù tại lúc này thực chất hóa, như là một tòa trùng điệp đem Lữ Thiếu Khanh đặt ở trên mặt đất. Ngao! Lữ Thiếu Khanh lần nữa thổ huyết, bị nện trên mặt đất khó mà động đậy. Thể nội xâm lấn khí tức tựa hồ để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Nôn mấy ngụm máu về sau, hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ cùng thể nội khí tức làm đấu tranh. Sơn Toản Thần Vương hung ác trong ánh mắt để lộ ra mấy phần đắc ý, sâu kiến, ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Ngươi là của ta. Lữ Thiếu Khanh cường hãn kiên cố nhục thân để Sơn Toản Thần Vương ngay từ đầu chính là, chấn kinh vạn phần. Mạnh mẽ như vậy nhục thân nó còn là lần đầu tiên gặp được. Dù là trước kia gặp phải những cái kia danh xưng luyện thể, tiên nhân đều không có lợi hại như vậy nhục thân. Lực lượng của nó hủy thiên diệt địa, nhưng không có biện pháp tại phía trên lưu lại nửa điểm vết thương. Để nó có loại tiên đế nhục thân cũng bất quá như thế, sau khi khiếp sợ, nó chính là tràn đầy khát vọng, thèm nhỏ nước dãi. Dạng này nhục thân, vô luận là ai đến đều rất khó không tâm động. Muốn chiếm cứ dạng này nhục thân, nó nhất định phải thôn phệ Lữ Thiếu Khanh tiên hồn thậm chí linh hồn, tuyệt đối không thể để Lữ Thiếu Khanh chạy mất. Không phải nhục thân lấy được cũng có tai họa ngầm. Sơn Toản Thần Vương nhìn xem ngã xuống Lữ Thiếu Khanh, trong mắt càng phát ra ý. Người ở trước mặt ta, tóm lại là một con run dế. Để Sơn Toản Thần Vương hài lòng chính là, Lữ Thiếu Khanh nội tại cũng không có giống như nhục thân không thể phá vỡ. Ngươi trốn không được rơi. Sau khi nói xong, hai mắt hồng quang bỗng nhiên thối lui. Không gian chung quanh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ trong đó tựa hồ có cái gì đồ vật từ Sơn Toản Thần Vương, trong thân thể xuất hiện, sau đó không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội.